Hello everyone, welcome back to my channel StartsGame.com. Và các bạn cùng mình khám phá thử game đầu tiên nào. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo video. Thank you.
và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Ice Cream One. Jessica làm việc, ok. Rồi, mình sẽ đổ đầy xong rồi đây. Plan.
Let's go. Come on, Donald, go. Chúng ta tỉnh lại, mình lại xử lý ta tiếp theo. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái thứ tư, Toàn Hero.
So let's go. Sitting here for you. Câu hỏi đầu tiên đã trả lời và còn hai câu hỏi nữa thôi. Bạn là đường cụt. Đường khá là dích dắc. The balance of the atmosphere, the
vào được hai ngôi nhà kia. Các bạn phải cố gắng tìm con đường chuẩn nhất, nếu không thì có thể sẽ bị lạc vào trong này. Đây như là một mê cung. Ngôi nhà thứ hai đây rồi, vãi cứ tìm đến đây. Rồi sau đó thì các bạn sẽ tìm tiếp ngôi nhà thứ ba và trả lời câu hỏi trong ngôi nhà thứ ba. Lúc đó thì các bạn sẽ đi đến điểm đích cuối cùng, và cuối cùng các bạn sẽ hoàn thành được sát to one của tượng này. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game tiếp theo, Granny Bar. Wow, không hiểu sao mình ở trong này mà bà ta vẫn còn nghe được. Tài thôi, mình ở chỗ nào trốn rồi. Oh my god. Đặt một cái bẫy mà không thể nào tránh được cái bẫy đó. Đặt chuẩn luôn. Chứ đây.
tao đang riêng mình. Wow. Diêm ở đây. Bây giờ mình sẽ mở cái cửa này ra. Quả dưa. Thôi. Ok. So ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Một tội về mà. Thank you.
rất là kinh dị. Khi các bạn đến gần bà ta thì nó sẽ phát hiện ra những cái nguồn điện nó sẽ chập chờn. Sau đó các bạn sẽ phải chạy đi. Và mình xin phép dừng clip tới đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.